Mình đang đứng ở chỗ đám ruộng này. Cái dũng mình để ý á, đám ruộng này thì còn xanh, đám kia thì sắp chín rồi. Bây giờ mình tiếp tục mình vớt cá lít kia. Đám ruộng này thì chắc không nhiều bằng đám ruộng trước đâu. Một con nòng nọc nè, mấy con rô, mấy con sạc. Con này thì mình không có lấy. Đám ruộng này chắc có ai vớt trước rồi. Hôm trước cá nhiều lắm, hôm nay sạch bắp. Cái này vớt rồi, mình ra trễ. Mình đem trong cái gỗ bị gãy. Đây. Thì thằng bắt vỏ vô đây. Được rồi, đó. Là dần cá nó sống. Rồi, tiếp. Hôm qua này cá nhiều lắm mà em ý lộn, hôm trước mình để ý mà mình ra muộn. Nói chung thì người ra đồng nhiều lắm, họ thấy họ vớt thì người ta không có vớt nuôi như mình, mà người ta nuôi vớt người ta ăn. Nói chung là hôm nay vớt ít cá lắm, chỉ có được một con này đẹp đẹp thôi. Rồi, giờ đi lên kiếm chỗ khác. Đôi dép của mình nè, nãy đi đẫm bùn nó dính cái nó bung, biết gì gắn gì lại được không nữa. Đi tạm. Rồi, giờ ta chơi cắm này. Lại có rô không? Cái này cũng có. Đây. Úi giời, nó sao? Nó sao rồi? Nó sạc không?
cũng có mấy con lithium mà nhỏ nhỏ. Nước đây còn nhiều khói dớp. Cũng có vài con nhưng mà hơi mạnh lấy không? Tại vì ở nhà nhiều lắm rồi. Mình bắt là bắt con lớn thôi. Bé bé về con. Cái này là mình đi bắt cá là không phải mình tặng việc đâu, mà thật ra mình đang cứu mấy con cá mà. Nó khô, nó chết. Nên mình nếu mình đem về nuôi thì nó còn sống. Chứ mình để đó là ngoài tự nhiên là thế nào nó cũng khô, nó chết. Thôi. Chuẩn bị mình lại cái chỗ mà bữa mình bắt cá thì rất là nhiều đây. Bữa nay chắc nó cạn nước rồi. Đấy, chỗ Dũng đây đấy. Mình thấy không? Nó khô hết rồi đó. Bên này thì chắc nó chết hết rồi. Bên này nước cũng cạn rồi. Mình kiếm chỗ mình xúc bất buồn. Đấy, cá mình vớt đấy. Tại hôm nãy cái chỗ kia cá con nhưng mà mình thấy nó nếu mình không vớt là nó chết nên mình. Tính nước sạch vô rồi. Đấy, người thấy nhiều không? Như kia cũng có một vài con lớn. Cái sạc này sạc hơi bỏ ra đi rô nè, bỏ ra, bỏ ra, đi lấy cái lì thiệt thôi. Rất là nhiều rồi. Rồi, như là còn lại có lì thiệt không á. Mọi người thấy nhiều cân nào. Mới đây có một tí thôi đó. Mình lớn, mình hơi lớn lớn. Rồi, bây giờ mình đi về.